也曾经可以伪装说过的谎，只要拥有你心就不会彷徨。面对不完美的自己，爱有什么资格逃避，即使承受着委屈，我要证明我爱你，差一点就要失去，用尽所有的勇气，不管命运的抗拒，我要爱到底。面对不完美的过去，我们相处不容易，明天依然美丽，可幸福还没有看到结局。如果我屏住了呼吸，忍着伤痛走下去，直到能拥抱nhìn thấy chưa, không lượng sức mình thì kết quả vậy á. Uống. Tôi uống với anh. Nè cô gái trẻ ơi, tự lượng được lắm đó. Tôi sinh ra là để hành tẩu giang hồ mà. Hành tẩu trên giang hồ đó cũng gặp chuyện. Tiểu lượng sao có thể không tốt chứ. Nói gì á? Hôm nay trăng tròn quá, các anh không có ai ngắm trăng cùng tôi sao? Không ai ngắm trăng cùng tôi. Ngắm trăng. Ở đâu? Tôi nói cho cậu nghe. Sai rồi. Ai cho anh ôm tôi? Ai cho anh ôm tôi? Ai cho anh ôm tôi? Đây là cái gì vậy? Là dây chuyền. Tặng cho tôi đi. Không được, cái này rất quan trọng với tôi, không cho được. Không quan cho trọng được gì, tôi muốn xem nó, tụi tao nó xuống giùm tôi. Cho không được đụng vào tôi mà. Thứ mà hàng hào tôi muốn có thì tôi sẽ có cho bằng được. Không được đụng. Không được thì tôi sẽ chọc lét cô. Không được. Không cho coi hả? Đưa đây. Đưa đây. Không được. Đưa tôi coi. Đưa đây. Đưa đây. Anh làm gì vậy chứ? Tối hôm qua sao lại uống nhiều như vậy? Say mềm nhũn cả người luôn à. Không biết là sau khi uống rượu không kiểm soát được, có ăn nói bậy bạ gì không? À! Muốn làm cái gì hả? Câu này là tôi hỏi cô mới phải. Hôm qua ai quyến rũ tôi vậy ta? Trời đất ơi, đúng là sau khi uống rượu đã không kiểm soát được, lại còn làm mấy trò điên khùng nữa, mất mặt quá. Cái gì mà quyến rũ anh chứ? Miệng của anh sạch sẽ một chút đi. Việc đó tối qua tại anh uống nhiều quá đó, anh không nhớ gì hết trơn à. Người nằm trong lòng anh tối hôm qua thật ra là Thẩm Văn Trần. Vậy sao? Ừ? Ý, tôi có chứng cứ đó. Trả lại đi. Trả cho tôi. Trả cho tôi. Mau lên hãng hậu. Không trả.
khuyên tay này là chứng cứ cô quyến rũ tôi. Lâu lâu tôi sẽ đem nó ra chọc quê cô. Còn nữa, lần trước người nào trả ơn tôi làm cho tôi một chén thịt kho tàu rồi phủi tay. Nói cô biết, khuyên tay này là khoản nợ ân tình cô nợ tôi. Trả cho tôi. Nợ ân tình, nợ ân tình, nợ ân tình, nợ ân tình, nợ ân tình. Nợ ân tình. Bảo là nợ ân tình. Mày đúng là mất mặt quá đi. Bực mình thiệt mà. Chào Tiêu giáo quan. Chào. Anh đi tắm hả? Đi ăn cơm thôi. Dư tính thiệt hả? Nè, anh có nghe lời của giáo quan không? Hả? Ý của cô là... Đi đi. Đây là bí mật. Thông minh lắm đó. Được, được, nhìn được. Lên, nhìn lên. Đúng, 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 đúng. Chính là nó. Ở đâu rồi vậy? Đó. Ở đó đó. Trong đó đó. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy chưa? Ờ, phải trong rồi. Đó, trong đó. Đáng ghét, chẳng giờ cậy được gì hết à. Dạ, em bán đứng tôi hả? Em tưởng hai người đang giỡn chứ bộ. Còn nhìn nữa hả? Hạng Hảo, tôi nói cho anh biết, chiếc khoan tay đó đối với tôi mà nói thật sự rất quan trọng. Không giỡn đâu, anh mau trả nó lại cho tôi. Cái đồ lưu manh. Có thể chiếc khoan tay này đối với anh chẳng là gì cả, nhưng đối với tôi mà nói ý nghĩa vô cùng lớn. Phiền anh trả nó lại cho tôi. Nếu như chiếc khoan tay này đối với cô quan trọng như vậy, vậy thì tôi lại càng không thể trả lại cho cô. Nhìn trộm người khác tắm, người ta còn chưa thèm nói, lấy một đôi khoan tay là dễ dàng cho cô lắm rồi đó. Ơi, nè, làm gì vậy? Bỏ tay đó. Anh trả khoan tay lại cho tôi. Thủ bất tường, cô bỏ ra. Anh trả cho tôi đi đã. Đó. Anh trả lại cho tôi. Vừa rồi cũng không đến mức quá lúng túng. Gì vậy chứ? Gì vậy? Cố Tiểu Bạch, hỏi thăm anh chuyện nói này. Đi. Tiêu Hàm và Hạng Hảo rốt cuộc là có quan hệ gì? Quan hệ cô trò. Nhưng tôi có luôn cảm thấy anh ấy đối với Tiêu Hàm khác hẳn so với những cô gái khác. Anh ấy đối với tôi trước giờ cũng chưa từng như vậy mà. Có phải là anh ấy có ý gì với Tiêu Hàm rồi hay không? Nói gì vậy chứ, ngày nào anh ấy chẳng như vậy với tôi. Sao anh ấy có thể... Wow. Cô nói như vậy có nghĩa là
hoàn toàn có khả năng người anh ấy thích là... Chán tôi đó. Lại là tôi. Sao mà người bị thương luôn là tôi vậy chứ? Tiêu Hàm, vừa đúng lúc nhìn thấy cô. Tôi muốn nói với cô là tôi xin lỗi. Tối qua tôi hơi say. Trong lúc say nói vài lời mạo phạm đến cô. Không sao, không sao. Không vấn đề gì. Tối qua tôi cũng uống say mà. Con người tôi khi nào uống nhiều rượu là sẽ chẳng nhớ gì nữa. Không nhớ nữa sao? Vậy cũng tốt. Nhưng mà cô là khuê tú nhà đại gia mà uống tốt như vậy, tửu lượng còn hơn cả bọn tôi nữa. Tửu lượng của tôi là do khi ở Đức hay tụ tập cùng với một số bạn bè bên đó nên luyện được thôi. Anh cũng biết người Đức đều uống rất giỏi mà. Đúng vậy. Sau này gặp phải trường hợp như vậy, tôi phải coi chừng cô, không thể để cô uống nhiều như vậy nữa. Cảm ơn anh. Ngồi đi. Được. Thiếu gia. Gì vậy? Sao vậy? Ông không sao? Không sao. Gì vậy hả? Là vậy. Tham mưu trưởng biết được tối qua anh từ cục cảnh sát về nên bảo tôi mang đồ ăn cho anh. Anh không phải làm việc sao? Ở đó có phó quan lưu mà. Hơn nữa gần đây tôi cũng đang bàn giao lại công việc. Đợi tới lúc tôi đi Tây Bộ diệt phỉ thì không biết bao giờ mới quay lại. Tây Bộ hả? Đang yên ổn tự dưng đi Tây Bộ, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Giờ đi đến đâu cũng là tai họa, đến đâu cũng đều cần người. Tôi thấy đây cũng là lúc để tôi cống hiến chút sức lực nhỏ nhoi của mình. Nói anh nghe nè, thiếu cộng tóc nào thì tìm anh hỏi tội đó. Anh cũng vậy. Đi nha. Nhất định phải cẩn thận đó. Dạ được, dạ được. Trục quân đội của chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Ngày mai tôi sẽ cho người xuất phát. Dạ được, dạ được. Sao vậy cha? Lại có nhiệm vụ mới hả? Phía Tây Long Thành đang gặp lũ lụt. Đại soái bảo các bộ phận đều phải trợ giúp một chút. Quyên góp tiền, quyên góp đồ. Cha đã chọn ra 2 xe đồ. Ngày mai cử học sinh tới đó. Cũng chẳng phải nhiệm vụ to tát gì. Coi như là cho học sinh một cơ hội để rèn luyện đi. Không phải nhiệm vụ to tát gì, nhưng lại là một cơ hội tốt để đả kích đối thủ đó. Các đồng chí đều là những học viên ưu tú được chọn từ các lớp trong đội chiến sĩ tinh anh. Nhiệm vụ trông coi vận chuyển hàng hóa sẽ do các đồng chí phụ trách chấp hành. Chủ nhiệm Tiêu Hàm cũng chấp hành nhiệm vụ trong suốt hành trình. Tuy đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng lại là do đại soái đặc biệt lưu lại cho các học viên ưu tú của đội chiến sĩ tinh anh chúng ta một cơ hội để rèn luyện. Mọi người tuyệt đối không thể xem nhẹ, nhất định phải hoàn thành tốt đẹp. Tôi chúc các đồng chí lên đường thuận lợi, khải hoàn trở về. Được, xuất phát. Hành lễ. Lễ xong. Trái phải quay. Bước đều. Bước. Ơi. Ngại quá đi. Đây là chỗ của tôi á. Ha ha ha.
Em hiểu. Lên đi. Lão gia yên tâm, chuyện mà thiếu gia dặn dò tôi đã làm xong rồi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cậu đừng có nói nhỏ như vậy, tôi không nghe cậu nói được cái gì hết. Lão già, tôi đã làm theo sự dặn dò của thiếu gia, cho người phát tán thông tin các học viên vận chuyển hàng hóa. Có một người có biệt danh là Bá Dương Mã Nhất Nhãn, mấy ngày nay đang hoạt động ở gần Long Thành. Lô hàng này người của hắn đã nhắm rồi. Tên Mã Nhất Nhãn có lai lịch như thế nào? Nghe nói trước đây là một đồ tể, do cuộc sống bức bách nên đã lên Lương Sơn. Bình sinh hắn hận nhất là những quân nhân. Người này ở trên giang hồ có danh tiếng, cũng được coi là một kẻ ác độc. Những học viên kia nếu như rơi vào tay hắn, chỉ e lành ít dữ nhiều. Mọi người cố gắng lên một chút, tranh thủ trước khi trời tối xếp xong hàng lên xe, rồi khởi hành trở về trường sớm. Đừng lo, nhiệm vụ nhỏ này làm xong nhanh thôi. Tôi có lo lắng gì đâu. Không lo lắng hả? Tôi nói cho mấy người biết, nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thân sống trong thời loạn, những thứ này thiếu thốn biết bao nhiêu. Mày có biết không? Hả? Đám lưu manh thổ phỉ, rồi những tên quân phiệt bên ngoài vẫn đang dòm ngó đống hàng này. Tao nói mày nghe, nếu mà đánh nhau thật á, không tránh được giao súng thật đâu. Bắn cô thành thang tổ ong luôn. Có lẽ đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta. Anh tránh ra đi. Tôi còn tưởng là đại soái cố ý dành một nhiệm vụ nhẹ nhàng để chúng ta luyện tập, người lại là đi nhặt khoai sọ ở Thang Sơn, không ai thèm lấy. Không ai thèm lấy đó. Ai còn tưởng là ra ngoài chơi, sẽ không phải là có đi mà không có về chứ. Sợ cái gì, có gì phải sợ đâu. Chúng ta là quân dân mà. Văn Đạo mấy nói đúng đó. Mấy tên thổ phỉ thì có gì đáng sợ chứ. Cậu làm thổ phỉ thì cậu chỉ biết ăn thôi chắc. Tôi nói cho cậu biết, ra tay độc ác lắm đó. Kỹ thuật bắn súng rất tốt, lại còn biết cưỡi ngựa, biết chưa? Biết võ công, đánh nhau rất cừ. Hơn nữa còn thông thuộc địa hình xung quanh. Một khi bọn chúng xuất hiện thì lợi hại hơn quân chính quy nhiều. Nhưng mà không sao, cô đừng sợ. Khi nào đánh nhau tôi sẽ nấp sau lưng cô. Tôi sợ lắm đó, tôi sợ lắm đó. Hàn Hạo, anh nghiêm túc một chút được không hả? Đến lúc đánh nhau thật thì làm thế nào? Anh ngậm cái miệng thuốc của anh lại đi. Nhanh lên, mọi người làm nhanh lên. Lên, xông lên, xông lên. Chạy đi. Đừng 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 đi. Các người nói không sai, thổ phỉ là bọn tao, đúng là như vậy đó. Các anh em, cả con người lẫn hàng hóa mang hết về đây cho tao. Ê, lên. Ê, đi đi, nhanh lên. Lẹ lên anh em. Đi, xuống xuống. Lên, đi. Đi lại. Lẹ đi. Nhanh lên. Đi, nhanh lên. Đi, đi hả mày? Nè, đi mày. Đi. Vũ đầy lấy ơi.
ngon rồi. Đại ca trở về rồi. Nhà mày, đây mày, nhìn kia mà nhìn, nhanh lên. Đây đây, nhanh lên. Thật sự là anh nói linh quá luôn. Chuyện xui gì chúng ta cũng gặp phải. Không phải là gặp xui, mà là người ta có tính toán trước. Lần này chúng ta chuyển hàng là hành động bí mật, nhưng tại sao các tuyến đường và địa điểm giao hàng bọn chúng đều biết? Rõ ràng là có chuẩn bị, cố ý mai phục chúng ta. Không cần nói nữa, chắc chắn là có kẻ để lộ thông tin. Nếu tôi nhìn không lầm thì tên một mắt đó là tên thổ phỉ cầm đầu nổi danh giang hồ Mã Nhất Nhãn. Nhưng hắn chỉ hoạt động trong giang hồ, không biết vì sao lại chạy đến Long Thành làm loạn. Nè, tên Mã Nhất Nhãn này lai lịch thế nào vậy hả? Sao hả? Đợi đó xong chưa? Tao đã nói với tụi bay bao nhiêu lần rồi, nếu như nhốt chung một chỗ thì không cần phải trói làm gì. Chúng có thể giúp nhau cởi dây trói dễ dàng mà, lãng phí. Ồ, các vị, tên của tôi là Mã Nhất Nhãn. Tôi biết mọi người đều là học viên của trường quân đội. Mã Nhất Nhãn tôi chưa từng đi học, nhưng tôi không phải kẻ đê tiện. Tôi rất hiểu đạo lý. Hiện nay đang là thời loạn, ai cũng muốn sống một cuộc sống yên bình. Mã Nhất Nhãn này tuy trở thành thảo khấu, nhưng tôi chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo, oai phong lẫy lừng. Xưa có Tống Giang và Triều Mãnh, còn bây giờ tất cả đều thuộc về Mã Nhất Nhãn này. Đúng, bây giờ đã thuộc về ban chủ của bọn ta ông rồi. Ông đúng là mặt dày vô sĩ, đồ tiếp tế mà cũng dám cướp, còn dám tự xưng là Tống Giang Triều Mãnh. Tôi thấy ông chỉ là một tên sơn tặc thối tha. Ai là sơn tặc thối tha hả? Người nói ai là sơn tặc thối tha? Câm miệng đi, cái con khỉ đi. Chúng tôi là sơn tặc thối tha, các người thì đều là anh hùng hảo hán. Còn đại soái của các người luôn miệng ba qua là vì dân vì nước, nhưng lại lén lút buôn lậu vũ khí và bán thuốc nổ. Có chuyện đáng ghê tởm nào mà ông ta chưa từng làm? Tôi nói thẳng luôn với các người vậy, bề ngoài của chúng ta tuy là không giống nhau, Mã Nhất Nhãn này giảng đạo lý để soi sáng con đường cho các người. Trong thời đại loạn này, ở đâu mà chẳng ăn cơm vác súng mắng cha mẹ hả? Tôi thấy mọi người đều là những thanh niên nhiệt huyết, có tài võ nghệ. Vậy chỉ bằng cứ ở lại đây theo đại ca này đi hả? Ở lại sơn trại này, tôi bảo đảm với các người sẽ được hưởng cao lương mỹ vị. Nếu như không chịu thì tôi cũng không ép làm cái gì, chỉ cần đảm bảo không tiết lộ hành tung của bọn này. Bọc mặt cắt lưỡi, tôi sẽ cho đàn em đưa các người về. Thấy sao hả? Chúng tôi không cùng chung nước đục với các người. Ê trời ơi, trong trường quân đội còn có một người đẹp sao? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám động vào giáo quan của tụi này, tôi sẽ cho ông thành Mã Vô Nhãn. Hả? Người đang nói chuyện với ai vậy? Giáo quan phải không? Xinh đẹp như vậy, tôi thích lắm. Người đẹp, ở lại đây làm sơn trại phu nhân cho tôi đi. Ông đi chết đi. Ôi trời trời, ăn mày mà đòi xôi gất, nghĩ cũng hay thiệt. Không sao, không phải vội. Tôi cho các người một giờ đồng hồ nữa, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đến lúc đó các người muốn ăn thịt uống rượu hay là cắt lưỡi móc mắt, các người tự chọn lấy đi hả? Biến đi. Tôi đâu phải trẻ con đâu mà hù dọa hả? Các người đúng là không phải trẻ con, nhưng mà khoác lác giống như trẻ con vậy. Cầm miệng đi, con khỉ điên. Nghe người nói chuyện là nổi hết da gà lên rồi. Người mới là đồ khỉ đó. Hàng Húc, mau nói chuyện với tôi nhanh đi, mau lên. Nói chuyện? Giờ là lúc nào rồi mà còn nói chuyện nữa? Còn không mau nghĩ cách đi. Đúng rồi, Mỹ Nhân, tôi muốn nhìn cậu thật kỹ trước khi tôi bị móc mắt. Thật tiếc cho khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chúng ta lại bị mất đi đôi mắt rồi, lại mất thêm cái lưỡi nữa chứ.
Chuyện này thật là đáng sợ làm sao. Con người ai cũng phải chết, nhưng chết kiểu như vậy thật là quá ấm ức mà. Tôi có một cách này. Ê, anh đừng có nghĩ cách nữa. Lúc nãy không phải chính anh à, quạt, quạt, quạt. Như dịch mới dẫn bọn thổ phỉ đến sao? Tôi xé nát cái miệng của anh này. Ê, chết đi. Rồi nói đi, anh có cách gì? Phải có tính xây dựng đó nha. Trừ phi cô lấy hắn ta. Có chuyện gì thì cô nói luôn đi, người đẹp. Tôi chỉ nói ba câu thôi. Thứ nhất, tôi đồng ý làm sơn trại phu nhân của ông. Thứ hai, tôi đồng ý khuyên các học viên đầu hàng, gia nhập vào đội quân của ông. Thứ ba, chuyện không thể chậm trễ, tối nay tổ chức hôn lễ ngay đi. Tự nhiên lại đồng ý dễ dàng như vậy, không phải cô muốn bày trò gì đó chứ? Ông cũng thấy rồi đó, các học viên của tôi người nào cũng cứng đầu hết. Việc ông dọa móc mắt, cắt lưỡi căn bản không có tác dụng gì với họ đâu. Nhưng nếu dùng cách khác, nếu tôi là sơn trại phu nhân, dù họ có cứng đầu thế nào đi nữa thì cũng phải chịu thôi. Nếu ông đồng ý với tôi sẽ lập tức đi khuyên họ. Có lý đó ha. Hả? Lời của giáo quan trường quân đội quả là khác hẳn những kẻ thất học như chúng tôi. Cô dâu của tôi làm quân sư cho tôi, thật xứng gả vào đây đó. Đồng ý chứ gì. Được, nếu đã đồng ý chúng ta lập tức cử hành hôn lễ. Giờ tôi sẽ đi khuyên đám học viên của tôi. Được. Hai đứa chúng bay tiện giáo quan về. Cô ấy sắp sửa là trại chủ phu nhân, hầu hạ cẩn thận cho tao. Nếu có gì sai sót, tao sẽ lấy mạng hai đứa bay đó. Dạ. Nương tử không tiễn. Trại chủ, anh không tin tưởng cô ta mà. Mày không hiểu gì đâu. Con bé này chắc chắn là nó có mưu đồ. Nhưng tao muốn tương kế tụ kế. Tranh đấu trại chủ và trại chủ phu nhân. Ôi, nè, yên lặng, đừng có nói nữa, giờ lành đã tới rồi đó. Nhất bái thiên địa. Chúc mừng nha. Nhị bái cao đường. Nè, cha mẹ hai bên đều mất hết rồi, không có người để bái lại. Phu thầy vào bái luôn, phu thầy vào bái được luôn rồi. Nha. Phu thầy vào bái luôn đi. Nè, để tôi giúp nè. Và cuối cùng là mời trại chủ vào được. Đội phòng quá chốt. Được. Đi thôi. Vào đi. Chúc mừng. Bao chúc mừng trại chủ đây. Được rồi. Chúc đại ca trăm năm hạnh phúc. Người đẹp. Thả tôi xuống đi. Sao vậy? Người đẹp. Tướng công à, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi mà đã động phòng rồi sao? Thật không may mắn chút nào. Nương tử nói rất phải. Vậy chúng ta tranh thủ mau. Khoan, chờ đã. Em nghe nói Mã Nhất Nhãn trên giang hồ tính tình hào sảng, tủ lượng kinh hồn, chỉ hai ly này có vẻ quá yếu đuối rồi, có đúng không? Vậy ý của nương tử là Nè tướng công à, cạn đi. Được. Uống. Tướng công, cạn ly. Cạn. Tử lượng tốt ghê. Mà uống đi, mà uống đi. À, uống đây. Tình nồng hậu uống không đủ, tình nhạt nhòa uống không hết.
Rót đầy ly, cạn ly nha. Chúc mừng. Rót đầy ly, cạn ly. Rót đi, rót đi. Ê, hết rượu rồi. Hết rượu thì sao gọi là tiệc, đúng vậy không hả? Trại của họ Mã sao lại thiếu rượu được chứ? Để tôi đi lấy cho. Để tôi đi lấy. Nè, uống đi. Nè, anh đẹp trai à, tại sao anh lại đẹp như vậy? Anh ăn cái gì mà đẹp quá trời quá đất luôn à? Cạn ly nha. Cạn ly. Ê, nương tử à, rượu cũng đã uống hết rồi, chúng ta tranh thủ vào động phòng đi chứ. À, động phòng hả? Hả? Đúng vậy, lại đây. Tấn công, tấn công à? Tư tử. Tư tử hả? Chờ đã, chờ đã. Em có một trò chơi kiểu Tây hay ho lắm, rất kích thích, đảm bảo anh hay lòng. Trò chơi kiểu Tây? Ơ, lại dám bảo làm anh hùng hài lòng sao? Kích thích lắm đó tướng công. Làm anh em khác họ, từ nay có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Đúng, có trời đất làm chứng. Vô, nè, cạn, uống, cạn, cạn đi. Rượu như qua ngày nào cũng có, uống hết rượu này, uống tiếp rượu kia. Núi cao còn có núi cao hơn, không sai thì không dừng. Rồi rồi, cậu uống đi. Ê, nè, 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 nè. Cậu đi uống đi, đi uống đi. Sao, trời ơi. Nè, trời ơi. Trời ơi. Hai người sao lại không uống? Cậu xem, bọn hải tặc này ngốc thiệt hay giả dờ vậy? Đổ đồ trước mặt mà cậu không nhận ra. Có lẽ là ngốc thật. Ê, tình hình bên ngoài sao rồi? Nè, trời ơi, sao hai người không uống mà cứ ăn hoài vậy? Cậu nói xem, có cần tự bọn chúng không? Chân quay ở trong cái miệng của tôi à. Không muốn nói nữa đâu. Người anh em, đừng nghịch súng, sẽ cháy nhà đó. Uống rượu đi. Chơi đủ chưa nương tử? Rượu thì cũng đã uống rồi, nhảy cũng nhảy rồi, mặt trời thì cũng sắp xuống núi, nếu đợi tiếp thì đến rau hoàng hoa cũng phải nguội luôn đó. Đừng chờ nữa, chúng ta động phòng thôi. Ta chỉ bị hư một mắt, nhưng trí não của ta không hư. Cô còn muốn lừa ta sao? Ta có thể uống rượu liên tục mà không say, nàng biết chưa? Lại đây. Lũ học viên ngu ngốc các người, đâu phải là đối thủ của đại ca tụi này chứ. Đại ca tụi này đã sớm nhận ra ý đồ xấu của các người rồi. Rượu mà tụi này uống nãy giờ đã được pha thêm nước vào trong đó. Loại rượu này có uống thêm hai hũ nữa tụi này cũng không có sao hết. Các người đừng có phí sức nữa. Nè, có phải không các anh em? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nhắm vào chúng đi. Các người nghiêm túc một chút. Cười cái gì mà cười? Tụi này là cướp đó. Đó là cái gì vậy? Người đoán xem. Rốt cuộc đó là cái gì chứ? Nước pha với bả đậu. Hơi mạnh đó nha. Cái gì hả? Cà lâu.
một lũ xấu sao? Lúc nãy tôi này đã cho vào rượu coi như là quà đáp lễ. Đừng tử à, quan đi. Buông ra. Cô còn chạy sao hả? Đi thôi. Sao tới trễ vậy? Bụng của tôi chết hay sao hả? Còn không mau cứu tôi ra đi. Hả? Tránh ra, tránh ra coi. Mau, mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh đi. Chúng ta mau về trường thôi. Không được, đồ tiếp tế cho dân còn ở trong sơn trại. Không có đồ tiếp tế, người dân bị nạn sẽ chết đói. Chúng ta nhất định phải lấy lại. Hả? Vậy đi, cậu quay về tìm cứu viện. Chúng ta tìm một chỗ an toàn rồi nghĩ cách. Đi vào đi. Đi, đi, đi mau lên. Đi. Mau lên. Đúng lại. Đúng lại. Đúng lại. Đúng lại. Đúng lại. Mau lên. Mau lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên nữa đi. Ai cũng phải ăn bắt đầu hết. Trời ơi thiệt tình. Đau quá. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Đúng lại. Đúng lại. Đúng theo đi. Nhanh lên. Cha, mọi chuyện không ổn rồi. Có chuyện gì? Bọn thổ phỉ Mã Nhất Nhãn đã cướp hết đồ tiếp tế. Cái tên Mã Nhất Nhãn này thiệt đúng là gan tài trời. Đến đồ tiếp tế của trường quân đội cũng dám cướp. Giờ người đã thoát ra được, nhưng mà hàng vẫn còn trong sân trại. Hiệu trưởng ngay bao phái người đến tiếp ứng họ đi. Cha, con là người thông thạo địa hình ở đó nhất, con đi là hợp lý. Được, cha sẽ phái thêm vài người đi cùng con. Phải mang cả người lẫn đồ tiếp tế về để hết cho cha, nghe chưa? Dạ. Tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng, không hay rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Có tin báo, hôm qua thiếu gia được trường phái đi đưa đồ tiếp tế. Khi đi qua núi Phượng Hoàng, cả người và đồ đều bị thổ phỉ cướp đi. Chẳng trách ta cứ bị nháy mắt từ nãy giờ. Bang thổ phỉ nào mà gan tày trời như vậy? Dạ, tôi đã liên hệ với trường quân đội. Lý Kế Châu nói đã phái người đến núi Phượng Hoàng ứng cứu. Lý Kế Châu? Lưu Phó Quan, cậu hãy tức tốc đưa quân đến núi Phượng Hoàng. Phải đến trước Lý Kế Châu, phải đưa được thiếu gia trở về an toàn. Tôi không thể tin tưởng tên Lý Kế Châu này đâu. Rõ. Thế nào, chỗ này trải dày được chưa? Từ cũng không nhìn được hả? Đúng là một cái bẫy hoàn hảo nhất Tiêu lịch sử. Quang, mấy sợi dây một nát này có tác dụng không đó? Tuy đây chỉ là những sợi dây bình thường, nhưng vào tay tôi sẽ trở nên khác thường. Thật sự là có lúc tôi không hiểu cô làm nghề gì. Kiếp trước cô là hải tặc hả? Cách này của tôi là dùng mưu để thắng. Tiêu Giáo Quang, chỗ này chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cô lại kiểm tra xem. Được rồi. Tránh ra. Như vậy là được rồi. Tôi Giáo Quan, cô xem những cái bẫy này có được không? Tuyệt lắm. Không ngờ các anh lại sử dụng các nguyên liệu trong rừng thuần thục như vậy. Tôi thật không ngờ một tiến sĩ tâm lý học lại biết cái việc đặt bẫy. Đó là vì tôi thường vùi đầu trong thư viện đó mà. Sách gì cũng đọc một ít, lâu ngày lại biết hết thôi. Tiêu Giáo Quan, bẫy đã làm xong, nhưng nếu Mã Nhất Nhãn không ra ngoài thì sao? Chắc là không đâu. Hôm qua tôi đã đấu với hắn, có thể đoán ra được hắn là một người rất ưa thể diện.
Chúng ta khích tướng một chút, chắc chắn hắn sẽ mắc bẫy. Tôi nghĩ cũng chưa chắc. Hắn ta vừa bị lừa một vố, chỉ e không dễ mắc bẫy như vậy. Chiêu này gọi là quạt gió thổi lửa, thêm dầu vào lửa. Các anh chỉ cần đặt bẫy cho tốt là được. Tôi sẽ phụ trách dụ hắn ra. Cẩn thận nha. Lát nữa chọn ra một thứ bắt mắt trong trại của chúng, hay tạo tiếng ồn để kích thích chúng. Gì vậy? Sao vậy? Không biết nữa. Kiểm tra xem. Vậy xuất từ đâu vậy? Ôi trời ơi, trại chủ à, là tụi học viên kia bắn súng đó. Chúng dám thách thức trại của chúng ta luôn kìa. Lũ gián tép riêu này, coi chỗ chúng ta như cái động. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à. Chúng cho rằng chạy thoát khỏi đây với chút quỷ kế đó là mã nhất nhãn của ta sẽ sợ hay sao? Nếu không lấy được mạng của các ngươi, tên của mã nhất nhãn ta sẽ giết ngược. Ê trại chủ, bình tĩnh đừng có nóng vội nha. Cẩn thận coi chừng trúng phải kế của lũ khốn kiếp này đó. Anh chỉ cần đứng yên ở đây xem kịch thôi. Thú vị thiệt. Bọn chúng chỉ có vài cây súng sét mà dám thích thức ta. Chắc chắn là có mưu đồ. Sang